Xin chào các bạn, tôi tên là Hóa. Hiện tại đang phụ trách bộ phận thiết kế công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một mẫu nhà truyền thống Bắc Bộ, một nhà cổ đã tồn tại được trên 120 năm rồi. Thì mời các bạn cùng tôi tham quan cái mẫu nhà cổ này nhé. Thì mẫu nhà đằng sau lưng tôi đấy là mẫu nhà cổ đã được tồn tại trên 120 năm. Thì các bạn biết là nó tầm năm 1800 bao nhiêu đấy, thời vua Minh Mạng. Đấy thì các bạn nhìn thấy đây là ngôi nhà chúng ta tồn tại khá là lâu đời rồi. Các bạn nhìn thấy kiến trúc của nó rất là đẹp. Rồi, chúng ta cùng tiến vào bên trong xem ngôi nhà cổ 120 năm thì nó có cái gì khác biệt các bạn nhé. Đây, đây là khu vực không gian cổng và cửa của ngôi nhà. Thì các bạn, tôi giới thiệu là ngôi nhà truyền thống Bắc Bộ thì các bạn biết đấy. Ngôi nhà truyền thống Bắc Bộ, tôi chưa cần biết là bên trong nó có cái gì, nhưng mà các bạn nhìn thấy phía đằng trước là nó sẽ có 5 cây cao cùng với những cái vại chum. Thì các bạn nhìn thấy đã thấy độ độc đáo của nó chưa? Đây ạ, 5 cây cao trước cửa. Tiếp đó là đến một ngôi nhà. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Đây là một ngôi nhà đã có từ rất lâu đời. Các bạn nhìn thấy hàng chum được trang trí rất là đẹp. Rồi, và đây phía nhà ngang. Thì các bạn có thể nhìn ra phía đằng trước, ngoài những cây cau thì chúng ta sẽ có những cây cảnh và ao ở trước cửa. Trước cau sau chữ. Dạ. Bác ơi, trước cau sau chữ ạ. Trước cau, cau là cau. Cau. Cau cổ và sau là chuối. Sau chuối và thế cơ, bốn cái chữ nho này là chữ gì hả bác ơi? Đấy, các bạn nhìn thấy màu trang trí cũng rất đẹp. Nhà mình thế này là rộng, dài rộng bao nhiêu hả bác? Vâng, 3 gian 2 trái, 5 gian. Vâng. Là 11,5 m các bạn nhé. Mỗi gian tầm 2,2 m. Đấy. Thì mời các bạn lên phía trên để xem không gian kiến trúc bên trong nó như thế nào. Đây các bạn nhìn thấy nó trang trí rất là đối xứng. Phía bên dưới thì tôi lên xin phép lên phía bên trên trước, tại vì phía bên trên là nó sẽ đặc trưng hơn. Đã. Thì các bạn hãy nhìn thấy các câu đối và ngói. Dạ. Gia môn khang thái ạ. Và đấy, các bạn nhìn thấy đây là gia môn khang thái, ý nghĩa của nó. Đây các bạn nhìn thấy những trụ trang trí để đi lên tầng 2 đây. Ở đây là mặt tiền ngôi nhà, trước cau sau chuối. Rồi đây các bạn nhìn thấy đủ 5 gian không, khá nhiều chữ nho. Rồi chúng ta cùng tiến lên tầng hai xem. Rồi ạ. Đây, mời các bạn cùng chúng tôi lên. Đây, các bạn nhìn thấy những chi tiết ở bên dưới. Rất là đẹp. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy phong cảnh bên dưới đây. Trước cau cộng hàng chum. Đây gọi là cái gì bác ơi? Đây ạ. Đây cái chi tiết này đấy. À, cái này thì rất nhiều. Đây là một chiếc bảy đằng trước. Vâng, chiếc bảy ạ.
đây là những cái hoa văn đây này nhé. Hoa văn này là gọi là thảo mộc hóa long. Thảo mộc hóa long ạ. Vâng. Thảo long quả. Thế là sẽ có mấy cái kẹp. Rất nhiều. Mấy cái bẫy như này. Đây gọi là một cái bẫy. Trong này người ta gọi là nhà này là nhà trồng giường đối ghế. Trồng giường đối ghế ạ. Vâng. Trồng giường đối ghế. Đồng chí ơi, đây. Điện hơi tối. Đây những chi tiết bẫy. Không được mỗi hình lại là một khác nhau đúng không bác? Đúng rồi, nó có những cái con nó hóa long, nó những cái con rồng nó rất bé, nó bằng con tay nó ấy. Trong này có rất nhiều đồ, trên 100 năm đấy. Trên 100 năm ạ. Rồi đây các bạn nhìn thấy. Đây hai mặt đều có đấy. Giáp tịnh. Năm đó là giáp tịnh là cái từ trước. Cái dưới này gọi là cái bậu cửa đúng không bác? Cái bậu bậu cửa rất cao. Bậu cửa. Giống như các đồng chí hay nói là cửa bức bài. Tại sao người ta làm cái này? Là vào đây là nó dạng nhà như mình vào là gì nhé? Nó mái nó phải thấp như này. Để nó vào đồng. Khụm gối này, khom lưng cúi đầu. Cúi đầu. Để vào bàn thờ. Vâng. Ý nghĩa là như vậy chứ không phải là nhà cao cửa rộng. Bước vào đây là mình nhé. Khom lưng cúi đầu. Vâng. Rồi chúng ta cùng tiến vào bên trong xem. Bên trong đây thì sảnh chính là gồm 3 gian. Bác gọi là những cái đấu cái ấy đấy, gọi là trồng giường đấu ghế, tư đây. Hầm xả. Chính nhà cổ nhá. Ừ. Tư hầm xả thì trồng đất. Thước đường hạ kẻ. Đây gọi là tư hầm xả, thước đường hạ kẻ đấy. Cái này là mới thôi. Đúng. Hai cái này là mới. Toàn bộ phần thờ là mới. Đây là 3 gian bên ngoài. Đây là bà già chính giữa luôn. Bộ này là bộ trường kỷ của ông hay viết nho đây. Vâng. Đoạn kỷ. Đoạn kỷ hả ngắn. Không có vào cái nhà này. Ừ. Gọi là, hay gọi là trường kỷ. Được. Nó dài nó to thì nếu mà ngày xưa thì người ta cho như vậy này. Thì nếu mà ghế một thì gọi là đến ghế về một. Còn những trường là nó dài. Thế ông ơi cái bộ này nó được bao nhiêu năm rồi không? Đây này, bảo ông dịch cho những cái chữ này, những cái chữ này là nguyên bản của người ta. Đây, chữ này là nguyên bản. Đây là bốn chữ gì đây hả ông? Bốn chữ này là chữ tích thiện dư khánh. Tích thiện dư khánh. Bốn chữ này là nhiều cái tốt, mình giữ được nhiều cái nào dư khánh. Thế phía bên đối diện là không? Đối diện ạ? Vâng. Đối diện là chữ gì ạ? Bốn chữ bên cái đốc bên này. À, bên đấy á. Vâng. Là bên đấy là quang tiền thủy hậu. Quang tiền thủy hậu. Quang tiền thì học bên tối thế. Quang tiền thì học tức là ý nói là đời trước mà sáng sủa thì đời sau nó được. Đây có một cái chữ này nó chưa dặn. Cái này thì không có dịch ra tiếng Việt. Đời trước sáng sủa thì đời sau sao hả ông? Trước sáng sủa thì đời sau nó bền vững. Vâng. Còn chữ này không? Bên này. Đằng này đây ạ, chữ này ạ. Chữ này là trung hiếu truyền gia. Trung hiếu truyền ra. Truyền truyền trung với hiếu thì là truyền trong gia tộc gia đình. Còn chữ bên này để bàn ông viết nho đây là đây là tôn sư trọng đạo. À vâng. Trọng đạo. Đẹp ạ. Nếu mà anh biết được nhiều đạo coi cái thì anh phải tôn sư ai dạy cho anh. Vâng. Những người dạy này người ta dạy đạo, dạy đường lối, chủ trương. Những cái này là những cái giá trị. Vâng. Nhưng mà hoa văn ở đây nhìn nó bị tối quá. Hoa văn trên bàn. À đây những cái này bây giờ người ta hay mông má, nhưng người ta mông má nó to. Vâng. Người ta làm mông má. Hôm nay nó vượt biết đấy. Tất cả các ông những cái đường này. Ông Phương còn kế gì? Kế gì? Kế con kế này con ông có công ty. Trường Sang ở trên đây gì nhé? Xã Tràng Sơn, Tràng nhé. Rất là mát đẹp. Tràng của thất. Gỗ hoàn toàn là gỗ hết. Những tiên hàng, tiên khách thờ ở đây.
cống nước là đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Ông đây là 88 tuổi. Người chỉ cần một hai người, chỉ cần chỉ còn những nhiều người còn giúp. À giữa chính giữa chính giữa này là chữ gì hả ông? Để thờ tổ tiên đấy. Ấm Hà Tây Nguyên. Ấm Hà Tây Nguyên. Nhớ mùa. Uống nước nhớ mùa. Đây các bạn có thể thấy những cái chữ nho này đều là đọc từ bên phải sang bên trái không nhỉ? Ví dụ như trên màn hình của các bạn đấy là bên phải là sẽ chữ tôn sư trọng đạo từ phải sang trái các bạn nhé. Gỗ này, những cái cột gỗ này là làm từ gỗ gì ông nhỉ? Gỗ lim ấy. Gỗ lim à? Chỉ có thỉnh thoảng có cái nào thay để nó làm xoan. Cả gỗ lim. Còn tất cả luôn cái này mò cái này trẻ bằng lim hết. Lim hết. Cái kia là cái niềm mới, còn những cái này nó xâm xâm rồi nó cũ. Đây, các bạn có thể thấy toàn bộ lim, cửa cũng bằng lim. Rồi, hàng cửa. Các bạn nhìn rất là mát. Thì... thì đây là ba gian chính của căn nhà. Với... Có ghi cái ấy được những các cái kia hay nó tối quá. Dạ cũng tầm nhìn bình thường không ạ. Ví dụ ban ngày mà nó sáng thì nhìn nó rõ hơn. Cái chữ nho trên đấy cơ mà, trên nòng cốt nhưng mà chắc không được. À chữ nho trên cái... Cái đấy cái tối. Tối. Thôi chữ nho thì chẳng cần. Cái trên này gọi là cái thượng thượng lương không nhỉ? Thượng lương đấy, thượng lương họ hay mượn, đây họ cứ hay mượn đến tiếp cho họ, nhà họ làm thì đường. Làm thì đường làm đây như mượn chùa đấy. Lương. Lương thì như ở đây như cái này thì tối quá tôi nhìn được chữ. Thế là ông thi thoảng là có ai nhờ là ông lại đi viết thượng lương cho họ đúng không? Họ đưa mang cái gỗ đến đây mình viết phải đấy. Chứ mà còn kia ông ở xa quá không mang được thì mình viết vào cái giấy. Đây là ông Phạm Đức Viện đâu nhỉ? Ông cụ rồi, là ông viết chuyên về chữ nho, ông viết rất đẹp. Các bạn nhìn thấy những cái chữ này hiểu ông gọi là chữ cụ Viện nổi tiếng ở Ninh Bình ấy. Thì ba gian này thì ba gian này các bạn có thể nhìn thấy không gian đấy. Trong ba gian này thì đây là phòng ngủ của ông đúng không? Không. Đây các bạn nhìn thấy mình bước lên cái bậu cửa này rất cao. Cái bước lên là phải cúi xuống. Thì đây là một phòng để dự trữ. Thi thoảng có ngủ thì ngủ. Đây. Có cái cánh cửa cùng các chi tiết như này. Cái trồng rừng kệ đi khảo cho chưa thấy chúng nào có cái bóng này. Chứ còn thì cũng làm cái họ bảo là làm cái họ lên họ sinh họ đây các chi tiết. Cũng như anh đây thì cũng đến cũng đẹp nhất là cái người ta vào sân người ta nhìn thấy mọi cái thang bộ xây lên đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy bằng phía bên trái sẽ có một cái chữ này nhìn từ bên ngoài này các bạn nhìn thấy đây là chữ Đức. Phúc Đức, Phúc là chữ bên kia, bên này là chữ Đức, đọc từ bên phải sang bên trái. Thấy cái không quen. Vâng, không quen đâu ạ, cao quá. Đấy, bên tiếp theo ba gian bên cạnh gian. Gian bên này là cầu thang để đựng đồ và bước xuống bên tầng bên dưới. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đến ngưỡng thì hãy ngừng đi. Trời, đây là phía cầu thang để đi xuống nhà bên dưới. Đây là không gian bên dưới thì để ở thôi. Đây là không gian ở bên dưới các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy cái ngôi nhà này nó rất độc đáo. Và bên dưới thì cũng ngang bằng với bên trên. Rồi thì các bạn có thể thấy là nhà này rất là độc đáo, trước cau sau chuối, sau là một vườn chuối. Các bạn có thể nhìn thấy
vườn chuối ở sau cánh cửa sổ này, với phòng khách ở bên dưới. Hàng cao ít chu 5 cây được xếp đối xứng với nhau. Rồi, mời các bạn cùng ngắm qua một lần nữa không gian kiến trúc của ngôi nhà đã tồn tại 120 năm với rất đẹp như này. Đây các bạn nhìn thấy chữ Phúc bên phải, Đức bên trái chưa? Tôi sẽ zoom to cho các bạn nhìn. Đây là chữ Phúc. Và sang bên này là chữ Đức. Rồi, vừa rồi tôi chia sẻ với các bạn một mẫu nhà truyền thống Bắc Bộ. Với những câu chữ nho như thế rất là đẹp. Thì các bạn có thích ngôi nhà này thì hãy like và chia sẻ, cộng với gọi điện thoại cho chúng tôi qua số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế cho bạn một ngôi nhà truyền thống Bắc Bộ như này. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và like để nhận thêm nhiều video chia sẻ mẫu nhà đẹp tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.